Đã gần 2 tháng kể từ khi chính phủ Malaysia áp đặt lệnh kiểm soát di chuyển bắt đầu từ ngày 18 tháng 3. Mới đây, Thủ tướng nước này thông báo các doanh nghiệp được mở cửa trở lại từ ngày 4 tháng 5 và đồng nghĩa với việc các cửa hàng bắt đầu quay trở lại hoạt động kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tuy nhiên, thì việc đóng cửa quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng mà còn khiến cho các mặt hàng chưa bán được bị hỏng do nấm mốc. Ngày 5 tháng 5, một cư dân mạng có tài khoản Facebook là Nate Nezum đã đăng tải hình ảnh gây sốc bên trong một cửa hàng thời trang nam tại một trung tâm mua sắm ở bang Sabah, Malaysia. Những hình ảnh cho thấy các sản phẩm thời trang như ba lô, túi sách, thắt lưng, giày nam đều bị nấm mốc bao phủ. Điều đáng nói là giá trị của các sản phẩm này không hề nhỏ. Nhãn mác trên một chiếc túi cho thấy nó có giá 3,6 triệu đồng. Và cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng nấm mốc khủng khiếp đến như vậy trong cửa hàng thời trang này. Tuy nhiên, nhiều người đã suy đoán rằng độ ẩm có thể tích tụ trong không khí ở trung tâm thương mại sau khi họ tắt điều hòa không khí trong hơn 2 tháng. Bên cạnh đó, chủ cửa hàng cũng không quan tâm và không đến lau dọn thường xuyên và dẫn đến tình trạng như vậy.